Không, nghe cái đó gì cũng không thì, phải thì cái lúc đó con đến cái tâm trạng cũng như tới một cái chùa vậy thôi các bộ, bất cứ trong mấy cái chùa đó ai cấm hút thuốc thì con cũng chưa nghiệm vậy thôi. Chứ con không phải là có cái lòng mà không phải gì, dạ, không có gì hết. Nó cái tim mình nó tâm mình nó trong sạch, nó cho dù mình làm cái việc giống như là không phải, nhưng mà thật ra không phải, mà cái tâm mình nó có ý. Mà nó Phật Bồ Tát thì thường cũng vậy thôi, có chuyện gì đâu thì cũng tới đó đứng coi rồi đi về thôi, đã quen rồi. Thì tại chứ mà khi mà con về con cái lúc mà sư phụ qua truyền pháp mà con vợ con rủ con đi, con nói ôi đi gì cũng như mấy ông thầy kia tiền coi đâu coi là con đi, nhưng mà sau khi mà có lúc đó sau khi mà con đi ăn chay rồi, con mỗi lần mà con coi phim sư phụ đó, con nói với bà xã con hoài, con sao mình ngu quá vậy, có lúc mà thiên hạ khai ngộ anh với em đi đâu vậy. Con ngồi mà nhiều khi là con ngồi con khóc với sư phụ, con say qua con không thấy bà khóc nữa, là tại hối hận đó sư phụ, không có chịu mà đi đi. Con sợ là con chết trước khi con được thiền tâm bát đó. Thôi không. Tại mình mới biết chứ đâu rồi, mình không muốn đâu, hồi xưa đâu ai nói. Nhưng mà khi mà biết rồi sợ, không sợ không có gì thiền tâm bát. Tội không, hèn chỉ mấy người cứ nói nao nó nứt hoài hả? Dạ, sợ. Cái đó tâm trạng chung đó sư phụ, không tâm trung. Vậy sư phụ phải ráng làm việc thêm. Chứ con sư phụ lười lắm nè, sư phụ nghĩ rằng đâu có ai cần gì mình đâu, làm gì ai khai ngộ chỉ mất công rồi, lát nó về nó ăn mặn quá, mệt quá, thôi dẹp cho rồi. Anh ăn nỉ rồi nhiều khi sư phụ cũng ra, nhưng mà sư phụ không có nghĩ là anh cần lắm, nhiều khi cảm thấy đi ra mà con mất thì giờ rửa. Nhưng mà nghe những cái chuyện thành tâm vậy sư phụ cũng cảm động. Vậy tốt. Nhưng mà hay ở cái chỗ là ăn chay chừng 2-3 tháng mình lại người là ăn nặng, có tự nhiên mình biết liền rồi. Chịu nổi sư phụ à. Cái khí phận mà nói là pháp môn này thôi đó sư phụ, pháp môn khác không có detect được cái đó đâu sư phụ. Chứ lại nhiều người là không thành tâm đó, tự nhiên mình biết mình không biết ai nói, không ai nói gì cho mình hết á, mình biết. Hoặc là tự nhiên cái những trong cái vô hình mình tránh người ta, hoặc là mình làm những cái gì mà người ta không có gạt gẫm mình được vậy đó, tự nhiên nó có cái vô hình bảo hộ cho mình. Hay á. Hồi xưa đó sư phụ con có bà bộ. Chị ta đã ông lắm rồi. Rồi theo Mỹ mà sao là ôm hết cái ngay lái cho sư phụ. Cách đây khoảng chừng đâu một tháng là gặp lại thì không thấy vậy. Con bả con hết bả cái tự nhiên con chóng mặt con say sẩm liền sư phụ. Vậy hả, dữ vậy đó. Rồi con ra xe con nằm liền, con nói đây rồi chị bị bả ăn mặn rồi kia, cái nghiệp con mang nghiệp cái gì. Nghiệp nó nặng lắm. Chết rồi. Nó có gì quan anh không quan có đó không? Vậy nó biết mùi chứ không thôi còn tiếp tục nữa. Bắt tay cái gì đó sư phụ. Ý là con tránh qua bớt cái sư phụ để cho bả làm gì bả làm đó, rồi con tự nhiên con chán dán liền, con muốn té, con ra xe con nằm liền. Dạ, cái đó ảnh hưởng. Bắt tay nữa sư phụ. Bắt tay cũng ảnh hưởng lắm. Dạ. Bữa ông xã con đi bắt tay ông xã 3 lần thôi. Mà xanh về nhà cái ngồi quán âm liền, cái nói ôi chuyện gì kỳ vậy. Trời ơi, bên ai hãng bắt tay chào từ giả thôi em. Về cái nói thằng em con làm dữ gì làm như tu hành cao lắm vậy. Qua bữa sau nó bị một vốn ôm chai thuốc chạy không kịp luôn. Nó bắt tay làm cho nó biết liền đó sư phụ. Cắn mặt khó chịu. Có chứ, tại cái từ trường của người ta nó khác á. Những người mà từ trường giống nhau, như cái ngoài kia người ta ăn thịt uống rượu, người ta ở chung nhau, người ta không có thấy cái gì chấn động hết đó. Mình rửa ráy sạch sẽ rồi đi ra, nó đụng cái nơi khác thì như cái dòm mắt một chút á, cũng chóng quá. Nhưng mà thôi, kỳ sau quý vị dòm ai cũng nghĩ dòm Phật, bắt tay ai cũng nghĩ đó, bắt tay Phật vậy cho nó đỡ bớt. Nó niệm năm vị Phật. Nhưng mà nhiều khi bất ngờ mình cũng niệm một kiếm. Đúng rồi, niệm tên sư phụ cho nó lại. Sư phụ có dặn, sư phụ có nói nhìn cái Phật tánh thôi. Nhưng mà nói thì nói vậy chứ sao đó mình cũng bị cảm trở nhiều. Mình quen là nhìn cái người đó là người đó đó. Nhiều khi sư phụ còn bị ảnh hưởng chứ quý vị đi máy bay rồi xong là mệt muốn chết. Nhưng mà trong sở Mỹ nó hay hết duyên đi. Kệ nó, mình cứ niệm Phật thôi chứ giờ biết sao vậy. Không lẽ mình giết tấm bản để đừng có hết tôi. Để các bạn, please do not touch. Chị tâm ấn xong là... Don't touch me not. Yeah. Touch me not. Đâu? Yeah. Chị tâm ấn xong một khoảng thời gian, cái bà con họ hỏi, sao con trai thấy gì sao? Cái con nói, cái gì cũng được, có điều cũng được, rất hối hận. Hỏi sao? Cái có gì hối hận? Hối hận đang là 20 năm trước phải ăn, cái đợi 20 năm sau nữa. Đâu, để còn không, lấy cái center and never, hả? Yeah. Nó cứ thế rồi, nó mà chịu ạ. Cái này chuẩn không? Mấy hiểu ạ? Sư phụ đây ai cũng có mấy điểm tốt hết trơn sư phụ. Hay gặp sư phụ, ai cũng có đặc biệt hết trơn. Không phải lo sư phụ. Không đặc biệt gì hết trơn sư phụ. Tại vì em kêu
theo sư phụ đi, cái đó dạ em đi rồi rồi thôi theo tự nhiên không có không hỏi gì hết, không dám hỏi là tại sao sư phụ hay là tại sao theo là gì đó sư phụ con cũng không hỏi. Rồi bây giờ con muốn hỏi không ngu gì hỏi tội nghiệp quá hả, không có gì đặc biệt đó hả, thôi đi về đi. Không có nghĩa là không không phải là mình tích cách khai ngộ như là mọi người nhìn sách sư phụ là khai ngộ liền. Dạ người ta là căng cao mà cao được trọng, còn nhà ngươi thấp lè tè thì đừng có tham nghiệp đi, ở nhà nấu cơm cho rồi vô bếp nấu cơm. Nhưng mà được nấu cơm như sư phụ Phước báo bây giờ bạch phượng nó đổi đổi liền á. Làm trời ơi, con nấu lúc này nhuyễn lắm hả sư phụ, hồi xưa con nấu đồ mặn đó ba con mấy đứa nào muốn tự tử đó, qua nhà hưởng con nhuyễn lắm. Bây giờ nó được chàng ấy ngon quá, con bữa nay con lại con chín thấy chứ đồ ăn kìa. Ê không ăn thì đám mày nấu hay mỹ ha. Bữa nay hai dì cháu mình bối nha, mà có gì cái sư phụ mà sao mà từ nấu đồ chay nha, nồi nào bự bự hết hết. Con niệm năm câu quá trời, niệm luôn chục câu làm đủ lắm đó. Mà cái giờ ai cũng nói trời ơi sao hồi xưa mày biết nấu mà giờ ai dạy mày vậy, nói hỏi chê năm câu. Cũng mà lạ, nấu đồ mặn không ngon mà tự nhiên nấu đồ chay đâu có ai dạy, mà tự nhiên nấu được mình thành công. Ăn ngon tại vì nấu đồ chay phải nấu cho ngon, không ăn nổi đâu có mùi vị gì đâu. Ừ? Dạ nhưng mà nấu ngon không phải ăn ngon, tại vì bây giờ mình tu hành rồi đó, có thêm phước đức ăn gì cũng thấy nó ngon vậy nè. Ăn chay nó mòn tiêu nữa, không khỏe khoắn, không có nghiệp chướng nữa. Nó ngon vậy chứ cũng có gì, chắc thì nó ngon đâu. Nhìn chị Cúc là biết ăn chay rồi, đâu có gì trở ngại thì chị... tròn ra không à. Bởi vì con đang tính nói đó, con thấy con đâu có nấu ăn cái gì đâu mà sao cũng càng ngày càng mập. Nó nấu chứ muốn nấu mì gói rồi chứ hồi xưa chưa ốm rồi lỗ tai nó mũi giờ mập ra còn gió à. Mập ra ai cũng giật mình con cái khỏe ai nói trời ơi hồi xưa mày về sao bây giờ mày mập mà mày khác biệt á, sao nó khác biệt chỗ nào, đừng nói thành làm ơn đừng có nói được. Con sợ khen không á. Thì cái hồi mới lại đen cực cùi da mặt nát sạch lè phát mới dù. Hai chị em ngồi nói hey, mình không ai khen mình thấy ủi nhau. Da mặt mình xưa đen cùi lùi sao mình trắng ra vậy đó. Thì thiện hồi xưa 2 tiếng rưỡi không chắc ăn là 4 tiếng. Chị Hiệp Canada đó chứ. Đâu sư phụ nghe cái cuốn băng mà sư đồng kiểm sư đồng quang nói là những người liên lạc viên làm việc sư phụ phải thiền 4 tiếng, con sợ bị người ta kéo, con phải thiền cho lẹ thôi, người ta kéo con luôn á, thành ra ngồi thiền dù không có định cũng ráng ngồi đếm cho đủ 4 tiếng. Thì từ đó mình coi cái phim nó mới biết chứ hộ, mới biết thôi sư phụ. Cái nó ý trời ơi, mình làm liên lạc viên mình đâu có làm gì đâu, chị Cúc trả lời điện thoại từ lâu lâu có người gọi là chữa vài cái thôi là vậy là sao. Thì cũng phải ngồi 4 tiếng. Từ đó về sau niệm sư phụ quá trời, xưa ngồi 2 tiếng rưỡi cũng ẹo dữ lắm sư phụ. Bây giờ 4 tiếng làm cũng ông ngon lắm. Dạ anh chị sư phụ lâu lâu ngã ngủ chút xíu. Dạ lâu lâu ngã ngủ mà dạ. Mà có hay có cái là con mới sư phụ ơi 3:30 nó đánh thức con dậy nha sư phụ, còn một canh nữa. 3:30 tự nhiên 3:30 4 giờ là con ghé thì dậy liền nữa sư phụ. Dạ mình tu nhiều á không có sợ ngã. Dạ không bao giờ bị cái gì quên lỡ toàn đạo, ai nói gì đó mình cũng không có nghe mà cũng ít có giận. Dạ chị Hiệp chỉ nói con, chỉ nói chị đi cái này cũng trở ngại lắm, gia đình chỉ cản chị nữa. Chị Hiệp Canada nói anh dạ yeah, anh có chị nói mày điên đến nơi rồi đó. Nói chị điên mà con chị nói đường ta cứ bước. Chị Hiệp ấy sư phụ rồi tiên con nói trời ơi, nói với ảnh nó mình muốn điên như mình đâu phải là dễ. Tu là thấy khác ha, tu là thấy khác ha, nói cũng khó nói ha. Mà tu pháp môn này sao ngủ ít quá sư phụ. Ngủ ít hả? Ngủ ít á sư phụ. Mà dậy tỉnh queo á sư phụ. Hồi bé mập ngủ ít là đúng rồi. Mà ngủ 10 tiếng chưa thấy đã đó sư phụ. Nằm xuống là ngủ, nằm là ngủ á. Mà giờ ngủ thì nghiệp hai mắt sao lạ quá, không có thấy mệt. Nghiệp á, mệt sư phụ cũng vậy á. Nhiều khi bị nghiệp nhiều hả? Thở năm ngoái mà không thấy đã đó. Dạ. Mà cũng không phải là ngủ ly bì gì đâu mà nằm không dậy. Nằm mệt á dạ. Mà ngủ càng nhiều càng mệt nữa. Mà cái lúc mà không bị nghiệp dày vò nhiều á là ví dụ như sư phụ đi nghịch bổn mà cái lúc mà chưa có làm việc nhiều á, chưa đi qua chừng mấy ngày đầu á nó tha cho sư phụ á, cho sư phụ nghỉ ngơi á, ăn gì cũng ngon hết trời, mọc ra trắng da, ngủ gì cũng ngon hết, cái gì ngon ngồi thiền là cũng sướng. Sau này nó tống qua cho một mớ fax, một mớ điện thoại của Việt Nam lục lội rồi Philippines gì đó rồi
nặng gì đó, tị nạn rồi tùm lum, rồi bên này một đống bên kia một đống, rồi bắt đầu cũng giống không giống như như cái hộp đó, nghiệp chướng lại nơi khác thì nhưng mà thôi kệ, hy sinh cái thân rồi ta đánh đánh một hộp miễn người khác vui rồi được rồi, sợ không vui chứ. Nếu quý vị kể mà quý vị có những cái chuyện vui như vậy ha, sung sướng phải là sư phụ cũng bị đánh thắng, cũng bị chết cũng không sao. Trời. Phải nghe, mà nghe những cái này mới đạt. Tôi biết là sư phụ làm coi là việc hy sinh thì có được chút đỉnh. Chứ còn thôi sư phụ cũng đâu có để ý đâu cái nghiệm gì. Chưa? Để tốt. Sư phụ nấu 10 bình trà nó chưa hết chuyện. Nấu thêm không? Không, con nói, con nói là thí dụ nấu 10 bình trà nó chưa hết chuyện của tụi con. Còn là kinh nghiệm. Anh nói gì tôi nói, đừng để Phượng dành quá. Phượng gì cũng dành quá chừng rồi, con muốn nói con không kịp. Anh đừng nói người ơi nha. Nói khớp rồi quá. Tại miệng nhỏ kêu quá. Chó là dê. Đâu người nào nói gì ở đây lên chứ. Con mới cảm ứng con. Nào. Sư phụ nghe. Thì lúc con đi làm trước con cũng không thích đi chùa, đi nhà thờ, lúc có vợ, nhà không thích. Con lúc có vợ thì bà xã kêu đi nhà thờ thì đi cũng đi thôi, nhưng mà không thấy gì cảm ơn. Con đang làm trong hãng. Thì có anh bạn anh cho mượn cái băng video chat của phụ mà lúc giảng ở Senevel á. Nghe xong đó. Hình như có một cái test đó mà ai cũng nghe. Có cái test đó, nhiều lắm rồi. Đúng cái đồng hồ đó hả? The best, cũng the best. Cái Sanibel cũng lâu lắm, 3 tiếng mấy. Hình như có cái anh gì anh lên chất vấn khoa học gì đó phải không? Phải cái đó. Không. Vậy hả? Sư phụ nói là cái nào đó mà dự kiến. Sanibel có cái khúc mà sư phụ nói là ở đây em nói Sanibel, sư phụ chẳng nhớ gì hả? Cái gì đâu mà sư phụ đọc cái lúc đầu mà sư phụ lấy thánh kinh mà cách mà tự nhiên như là một đọc cái đó là nhất hả? Dạ, mấy câu hỏi hay lắm. Đột bao nhiêu người cũng không biết đó. Vậy hả? Hay vậy? Tôi nghĩ chỉ là một trong đó có câu mấy câu hỏi người ta hỏi là sư phụ giảng cái đó, mấy cái lời giảng nó rất là hay. Dạ, đọc cái cuốn vòng quanh đó. Thì như có cái câu mà sư phụ nói minh sư đời sống như thế nào á. Thì con đọc cái mấy cuốn sách của Nguyên Phong rồi dịch nó những người minh sư dạy đệ tử thường đệ tử như thế nào đó. Thì lời sư phụ nói giống như vậy đó. Vậy hả? Cái này là được rồi. Được rồi. Thì con coi cái phim đó xong rồi con cũng ăn chay luôn. Vậy hả? Ăn chay luôn 5 tháng, chờ sư phụ 5 tháng lên được New York thì nó mới. Lúc nghe điện thoại mà cho biết là ở New York thì nó mới cũng gọi điện thoại xuống như chị Phượng ấy. 700 mấy 800 đồng tiền máy bay. Làm sao có tiền đi. Mà cái này nó cũng ngộ. Hồi xưa con cũng ở nhà con cũng giữ cũng giữ bình mà xả lắm. Bà xả không có dám lộn xộn với con. Nói chặt bây mà. Giờ anh không dám lộn xộn khi mà xả. Nghe nói bây giờ không dám lộn xộn khi mà xả. Bà xả con mà nói chặt, nó nói mà chặt cái con nạt đó là giúp mình luôn á. Cái nghĩa là con cũng làm cũng giữ lắm. Giữ hơn sư phụ nói sao. Cái nhân quả của mấy người đó của sư phụ cũng phải gánh hết thấy không? Sư phụ dữ quá trời thấy không? Trò nào thầy đấy á. Kiệt giá bắt vợ cúi xuống đó sư phụ. Kìa. Bây giờ bị bây giờ vợ bắt người cúi xuống. Rồi sao? Thì lúc mà con nói như mà thả con thôi giờ anh đang chơi, anh đi trước, anh đang chơi trước tập. Rồi em ăn chay sao với anh? Nghĩa là cái gì con xung phong đi đầu. Cái bà xã cũng nấu đồ ăn chay là cũng làm cũng ngon lành lắm, đàng hoàng lắm. Cái con nói được anh đi New York thì làm bán 700 mắt cá đi cái gì. Cái con nói thật 700 nó quá là sao thì đi nè. Cái sao hơn cũng gọi điện thoại nó nói có ba ngày weekend cái hãng nó có 258 luôn thôi. Cái giờ nó là giờ có 258 luôn tôi phải đi. Quá căng thẳng quá. 258 cũng căng thẳng á. Nó là đi xích lô quá. Xe ba bánh cho tôi. Còn sao nữa? Thì sao mua cái xe đạp chắc ăn. Nó căng nhằn là căng nhằn, nhất định là phải đi chứ không có chờ nữa. Tại vì 5 tháng chờ con cũng mòn mỏi lắm. Như mấy người đồng tu mình chờ mà sợ mình không có dịp để mà gặp thầy. Chờ nó nói mình nằm trên bao mà gặp sư phụ Thiện Thái Phấn. Dạ. Hồi đó tại sư phụ chưa có biểu người xuất gia đi mà phải không? Dạ. Cũng sư phụ tự làm, nó không đợi nó lâu như vậy. Bây giờ nó đỡ hơn phải không? Dạ. Sao nữa? Thì chuyện nó bắn trong về nhà nó đi cãi được con nó đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhìn quả bóng lên. Tạm nghiệp chứ cưng. Đó lẽ chứ rồi sao nữa. Thầy nghe sư phụ nói mình cũng
Tại lúc chị nói xong rồi con nói thôi bây giờ mình hiểu rồi, mình không giờ con có làm gì nữa thôi, mình không có la nó, không có đánh đập nữa, không có chửi mắng nữa. Thì nó làm tới mỗi lần nó cự với mình như là mà chị nó mắng xong là nó về nó có chuyện nó lạ lắm, chứ không phải là bình thường. Không phải như lúc xưa mình cũng ăn chay nhưng mà nó không có bình thường như là lúc mình ăn chay sau khi chị nói. Mỗi lần cãi nhau là nó chửi đuổi mày, anh ra khỏi nhà đi, anh đi đi, tất cả mấy gì đi, mà chưa mình đuổi ra khỏi nhà đi. Rồi không đi. Rồi con đi, con xuống thì đừng con ngủ. Là sao mày mỗi lần chưa đồng đỏ thấy con mà ngày thường mình sẽ có chứ chưa hả? Là biết rồi. Gì vậy? Đuổi ra hả? Rồi, những đồng tu mình cũng thấy nếu chờ sư phụ cũng mòn mỏi. Mấy tháng, gần 4 tháng, ăn chay gần 4 tháng mới gặp được sư phụ. Bây giờ có người xuất gia qua rồi mà. Tại Việt Nam thì các họ thích ăn hả? Hả? Thích không? Ở Việt Nam đem qua nè. Có đem về cho đồng tu người chia nhau hả? Mỗi người một nắm một người cái gì đó hả? Đại khái nha. Đừng có bốc đại nha không? 20 tiếng đồng hồ bốc 2-3 cái được rồi nha. Ông nói giỡn với hai người ưu tiên mà muốn ăn nhiều thì ăn trước ha. Rồi đem hỏi là đem về ăn chung cũng được đấy. Sư phụ gửi lời thăm. Chúc quý vị năm mới một năm hạnh phúc, tu hành tiến bộ á. Có muốn gì nữa không? Mai mấy giờ đi? 12 giờ đi. 12 giờ từ đây hay là 12 giờ mấy bạn? Rồi 20 tiếng đồng hồ tội nghiệp quá không? Sư phụ thấy quý vị qua thăm sư phụ cũng mừng lắm nha, không có tưởng đâu sư phụ cũng mừng, không mừng chứ. Nói chuyện này vui vẻ thôi cũng đỡ buồn nha hả? Yeah. Nhưng mà quý vị đi hoài mất tiền quá đi. Giá cao sư phụ, thì con không sư phụ đi sư phụ đi. Được ha. Giá nào cũng mà nhiều người không có tiền. Nói vậy chứ. Nói vậy chứ bên Mỹ làm được chưa à? Chỉ yeah, là nếu mình à, xin là có tiền. Nếu mà sư phụ ở một cái chỗ nhất định ha, thì thế nào mỗi người cũng có một cái lần một tí chí một cái cơ hội để đi qua. Đại sư phụ cũng đất khách quê người ở đây, không phải xứ của mình. Ông lẽ sư phụ kết hôn với người Đài Loan đang ở lại sao? Mà cái giấy của người ta của người ta là người nước Anh ngon lành, ai mà lấy cái này không? Bây giờ thành ra không biết sao cứ 3-4 tháng phải chạy ra. 6 tháng là nhiều nhất ở đây hả? Nhiều khi ở đây đủ nghiệp chứ nó cũng làm áp lực đủ chứ. Có đủ chuyện, nó sinh ra đủ chuyện á. Nghiệp chứ có đồng tu luôn, đánh tới bên này á. Thành ra sư phụ ở được cũng ở không yên. Thành ra quý vị thăm viếng nó bất tiện là tội nghiệp vậy đó. Chứ thôi thì sư phụ ở chiên một nơi ai cũng thế nào cũng làm tiền cả đời để dành cũng được một bữa phải không? Yeah. Mình mua vé rất lâu nó rẻ phải không? 200-300 ai cũng qua được á, hoặc là 500-700. Nhưng mà cái tội nghiệp của nhiều người, mấy người đại lục, người Việt Nam không có ai qua thăm được sư phụ. Không bao giờ đi được. Chắc trong tương lai cũng mấy người đại lục tội nghiệp nhất. Chưa có thấy mặt sư phụ gì hết mà ở bên đó cũng làm sinh nhật rồi luôn bé. Sư phụ ơi, sư phụ hỏi coi thế thấy coi thế rồi mà nói chuyện khai ngộ quá trời, biết thì nói chuyện nghe ngon lành á. Bên đại lục mà ăn chay hết là nước nó hết đói đó sư phụ. Tưởng tượng 1 tỷ người mà ăn chay nữa. Cái đó nghiệp chướng chắc tiêu lẹ lắm đó sư phụ. Việt Nam cũng vậy à. Dạ. Việt Nam thì phải ráng cứu độ cho dân của mình chứ. Dù sao cũng dân tộc chứ sư phụ cũng không yên tâm. Mấy ngàn năm nay đau khổ hoài, sư phụ không biết cách nào cứu giùm. Tôi sẵn đây con kể câu chuyện để sư phụ thấy sướng đó. Câu chuyện này con nghe lâu rồi nhưng mà con thấy cái tinh thần cái người đàn bà ở Đông đó, cái người Đông Quốc họ không hiểu được. Làm cái cặp vợ chồng đó, ông chồng làm phải bị ra bắt học tập đó sư phụ. Việt Nam hả? Thưa Việt Nam. Cái bà vợ phải đi từ trong Nam ra ngoài Bắc để mà nuôi chồng. Để mà nuôi chồng sư phụ. Đi thăm á hả? Thì mỗi lần nói chuyện thì phải có một người cán bộ ngồi canh. Cắt một cái rồi đem quà, mỗi người được đem một món quà nhỏ cho. Thì cái người cán bộ đó mời ông chồng ra. Thì thường thường ai cũng tay bắt mặt mừng đó là cũng cả năm mới gặp một lần đó thưa sư phụ. Tuy nhiên sau cái ông chồng ra ông nhìn bà vợ cái ông buồn.
không cười, không nói, tôi quay video nè. Cái bà vợ ngoài khóc lóc thảm thiết. Cái ông cán bộ thấy cũng lạ, thường thường cặp nào cũng mừng, sao cái cặp này không mừng. Khi mà hỏi tại sao bà làm cái gì mà ông chồng không có vui, mà ông trở vô ông không mặc ông áo não vậy. Thì bà mới khai thật. Bà nói thường thường cho 1 kg quà đó sư phụ, mà bà phải giấu 5 kg, bà độn thành như cái bụng có bầu. Mà ông thấy ông bị học tập cả 10 năm mà tại sao vợ nhà có bầu. Ông thấy cái bụng, ông thấy vậy. Ông hiểu lầm. Ông nói lộng quay, ông không nói tiếng nào. Cái người đó cũng động lòng, tuy cộng sản nhưng cũng có cái tình thương. Cái mới chạy vô của ông chồng, không phải đâu, vợ của ông giấu đồ cho ông đó chứ không phải có bầu. Trời ơi, ra. Mà con nghe cái chuyện lâu tự nhiên con cũng thấy đồng thấy nó sao. Cái hoàn cảnh đất nước của mình đó, có nhiều người đàn bà phải, có nhiều người bỏ thay giữa đường đó sư phụ. Còn có một người quen đó phải chôn ở khoảng Đồng Hới vậy đó. Nghĩa là giữa đường thì đi đó, đi xa rồi chết đó, một bệnh đó. Chết rồi chôn mà giữa đường thôi. Không có gặp được chồng. Không gặp được. Họ tin tức cũng tới luôn mà thưa không. Ai là biết đó những dạ, những cái chuyện đó không. Người chồng Quốc họ nghe chết luôn, đợi chết luôn. Mấy cái chuyện này mình kể người Quốc họ không có thể tưởng tượng một cái người đàn bà mà sư phụ coi từ đó mà đem món quà mà thường có xa xôi từ Sài Gòn tới Sinh Ba như giấy tờ đi ra là cái người chồng không hiểu được mà đâu dám nói cũng cán bộ. Cái thường thường những người nhốt mà bắt đó sư phụ học tập đó là cán bộ cao cấp rồi. Cái hồi xưa làm như là ngụy mà ngụy cao cấp rồi. Rồi cái cũng nhờ cũng không có lẽ trời Phật thương xót ra cán bộ động tâm mới hỏi nguyên do tại sao. Chứ có câu chuyện thứ nhì con nghe kể ở bên Úc đó sư phụ. Cái bà đó không biết nói tiếng Anh, cái nhờ ông thông dịch viên ra tòa sư phụ. Cái ông tòa ông hỏi tại sao bà ăn cắp cái món gì á, vô sư thời gian cắp món gì cũng hai cái giống nhau. Cái ông thông dịch viên hỏi tại sao, ông tòa ông hỏi bà tại sao bắt thì tòa ăn cắp giặt đó sư phụ. Shoplifting đó sư phụ. Mà cái gì cũng hai thứ giống nhau, hai món. Thì bà mới nói thật. Dạ bà mới nói thật bên chồng cái, bên vợ cái. Tại vì bà trốn qua đây được hết sư phụ. Rồi gỡ về em lấy gỡ bên mình, không gỡ bên chồng. Thì cái ông thông dịch viên nói với ông tòa, ông cũng lắc đầu. Nhưng mà ông cũng không hiểu tại sao. Mà ông tha bổng nhưng mà ông chắc ông về ông suy nghĩ không biết tại sao mà cái người đàn bà ở đâu là ăn cắp. Cái câu chuyện ăn cắp thì nhỏ nhưng mà mình nghĩ cái tình cảm nó nặng nề như vậy. Thì có chưa đâu có ai không thể nào hiểu được. Đâu có ai như người Việt Nam vậy. Á Đông cũng phải người nào cũng vậy, người Việt Nam nhiều nhất. Nam nặng tình cảm gia đình nhiều nhất. Bỏ ra đi đâu phải là chuyện tầm thường. Ai cũng nói Việt Nam qua đi kinh tế thì nó không phải gì đâu. Việt Nam đã nặng tình cảm gia đình lắm. Bỏ đi là sự bất phát triển. Có biết nhiều người cứ cho con đi không, cha mẹ ở lại, nghĩ là tương lai quan trọng. Quá. Tình hình, nói chuyện với cái thế giới này thiệt là nước nào cũng có cái khổ nó đó à. Có những cái chuyện mà tình tiết lặt vặt đó mình nói không hết á. Thế mình biết được rồi, biết cả 500.000 cuốn sách cũng biết không xong, phải không? Nhưng mà nghe mình thấy trong lòng nó sao nhờ. Không cùng quá mình thấy vậy mình nhìn xuống mình vẫn thấy mình quá sung sướng thôi chứ. Thôi đừng nhìn lên nha. Nhiều khi sư phụ nói với mấy người xuất gia ở đây ha. Mà quý vị ở đây xuất gia với sư phụ còn sướng hơn mấy người làm quan cao cấp ở Việt Nam nữa. Tụi nó đi qua đó nó cứu cấp gì đó, nghe nó cứu trợ gì đó. Còn những người quan cao cấp Việt Nam nghe nói chắc là thanh liêm hoặc là đất nước cũng chưa có thanh bình gì lắm, là cái chế độ họ không có cho quan quyền có tiền nhiều. Nói gì mà uống lon cola không em muốn thì tôi nó nói với sư phụ đâu biết đâu, mà cũng có cũng có nghĩ có thôi, cái đó vẫn có nghĩ 8.000 mà nghe nói có người làm tháng lương có 30.000 làm sao mà uống được. Thì tôi vợ về uống tháng lương có 2 tuần lễ con cá nhát ha, mình có phước. Họ về họ tặng cái chiếc xuồng đó, con nghe thấy sao? Tặng cái xuồng mà cái bà lão bà nói cả đời không bao giờ bà mơ được có cái chiếc xuồng, có người tặng chiếc xuồng. Mở cái ghe hả? Ghe mở nhắm gì? Không, chiếc xuồng nhỏ, xuồng đám bạn nhỏ vậy đó. Ghe vậy hả? Làm chơi á hả? Không, cái xuồng để sử dụng để chở đồ được với mấy người một tỉnh. Tại vì diễn cảnh. Tại vì diễn mà. Dạ. Dạ, chiếc xuồng cũng chơi. Thôi được rồi.
ăn uống đã đời rồi. Thôi đi đi cho rồi. Đi xuống bên kia mình nấu với nấu nhiệt đi chút. Hả? Dạ. Đã đi qua bên này mà xua. Sư phụ quay sao lại đó. Quý vị có hai ba đứa con ở nhà hả? Mà không phải là hư đó. Con ngon ngon mà còn chịu hết nổi rồi phải không? Huống chi sư phụ đây có mấy trăm đứa toàn là con hư không. Ăn uống gì cũng hạng nhất. Mà làm việc hạng năm. Không phải thi giới thứ năm mà hạng năm. Lao hoài muốn mệt muốn mất mặt mất mũi với thằng xóm hết trơn trời. Chó gầy hổ mặt người nuôi con hư người ta đổ thừa cha mẹ. Nhiều khi mệt muốn chết rồi tụi thì con cái không à. Ví dụ nó làm ống nước á. Thôi lấy hay là ống nước rửa tay vậy nó làm nó xuống hồ người ta chết cả. Làm biến nó hồn. Chẳng gần cái hồ nó để xuống cái hồ. Trời lâu rồi người ta complain sư phụ mới biết. Trời ơi chửi một mắt. La thì không nói làm gì mà làm phiền người hàng xóm mà sư phụ không buồn, không có thích. Có nhiều cái nữa. Nhiều khi sao? Đứa này báo cáo lên nói hàng xóm muốn bán bưởi cho mình. Rồi cái có ok với bà kia rồi. Rồi cái cô này nó không ok, tao mua chỗ khác rồi. Rồi đám lại nó mất vô. Ok rồi rồi không ok. Đổ cái gì cũng chăm dâu đổ đầu tầm. Nhiều cái chuyện nhỏ nhỏ rồi bực mình hết chưa. Giận hoài được cũng vậy à. Lát ra nó thấy đông người quá nó cũng bính lên. Cái gì cũng mệt quá. Chuyện nhỏ nhỏ mà nói không ai biết cái gì đó. Sao sư phụ cứ nổi cả gió hoài. Quý vị có nhà có hai ba đứa con mà ngày la biết bao nhiêu lần. Phải không? Ngày nào cũng la hết á. Mà bà la quý vị la đỡ. La trong nhà đó không ai thấy. Còn sư phụ la thì đây toàn là nhà không à. Ở đâu cũng nhà mà con cái con người nào cũng vậy hết. Rồi khách khứa gì cũng cứ cỡ đó thôi. Không biết cái đâu mà trốn đâu mà la bây giờ. La đâu cũng có video camera. La cái nào cũng có người record. Cũng có chụp hình chụp ảnh hết trơn. Trời bây giờ trốn đâu bây giờ. Không lẽ kêu bây giờ toilet đóng cửa lại đó. Mà nhiều khi có la mấy chục đứa nó làm hư một lúc. Mà nó la cái nó hư cái lúc đó rồi lát đợi lát la quên mất. Hoặc là đợi lát rồi có cái một số khác nữa rồi la tới. Cứ đợi hoài đâu có được. Nó làm đâu la liền chỗ này đâu có chỗ nào bí mật nữa đâu. Mà trốn lại mà la kêu bằng cái gì. Đóng cửa dạy nhau đâu. Bây giờ sư phụ kêu hết lên đây la cũng đủ chỗ. Mấy trăm người càng ấy nó càng nhiều. Bây giờ sư phụ đã không có nhận người xuất gia nữa đó. Mà ít lại. Mà đã đuổi ra mấy chục người rồi. Cái kiểu mà nam nữ đồng tình luyến ái gì đó đuổi hết trơn rồi đó. Mỗi lần la gì thì mệt không sư phụ? Mệt chứ. Mệt chứ. Chẳng những mệt mà còn phiền não. Làm người ta nhiều khi đang nghĩ mà khi đang nghĩ làm thầy á là sao ngồi tối ngày cái cười vậy đó. Mà vô nó gặp bà la ông sùng thầy bà ấy kỳ vậy đó. Bà kỳ không à, dữ quá. Anh ta cũng nói hồn á. Từ từ ta sẽ hiểu. Không hiểu thôi sư phụ cũng chịu biết đâu bây giờ. Con hư phải la chứ. Quá trời quá mà con ta không à, con mà lớn khều khều rồi 5-60 tuổi rồi mới vô ai la cho nổi. Vậy không kịp. Nhà con gái còn nhỏ mà vậy còn không nổi luôn. 3-40 tuổi mới vô. Sầu có sạn hết trơn rồi. Mà bắt sư phụ la từ đầu. Ai mệt muốn chết rồi. À, sư phụ nhẫn nại lắm á chứ còn thôi chắc một ngày la 2-4 tiếng. Được không? Nó làm gì cũng trật hết. Quý vị biết mà làm gì cũng trật hết trơn. Cái chân tay nó khều khờ. Ở nhà biết ăn không à. Nếu mà còn trẻ cỡ chừng 10-20 tuổi thì ở nhà mới biết ăn không mà vô. Chưa? Vừa tập ăn đủ xong là đi vô đây để ăn đó. Nấu cơm cũng không biết nấu mà. Hả? Chứ làm cái gì cũng trật quý vị biết mà. Cái chừng 20-30 tuổi đâu biết đường như nào làm đâu. Ít có khi người có cái tánh tế nhị phải không? Mình hồi còn trẻ thì cũng cỡ đó thôi. Chắc vậy không phải chứ còn trẻ đâu có như vậy đâu. Cái phần nó đỡ hơn. Người đại loan không biết đường làm nữa. Tương thương mỗi người thì có một cái tánh khác nhau ha. Mình lớn 20-30 tuổi thì đâu có cỡ mà cái trình độ đâu cũng cỡ đó. Nhưng mà có nhiều người cái tính nó có tế nhị không làm việc cái gì nó cũng châu toàn ha. Không để cho người khác phiền não. Còn có người làm rước bàn sao hả? Hình như có 2-3 người bộ hạ đi theo dọn mới được. Cứ kiểu đó mà bị la hoài làm gì cũng không xong. Không phải nó ác ý thôi, nó muốn lè phè cái gì đó không biết còn nhỏ. Còn mấy người mà lớn 3-4-50 tuổi mới vô đó thì cái đó còn khó. Trẻ là ngà nó bự cứng cũng khổ thấy không. Trẻ thì không biết làm, già thì cứng đầu.